Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả một lần nữa và chào đón quý vị đến với trang nhà của RadioVNCR.com. Ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị một cuộc phỏng vấn rất đặc biệt với giáo sư Larry Berman của Viện Đại học UC Davis, California. Ông vừa xuất bản cuốn sách mang tên A Perfect Spy, người gián điệp tuyệt đối, chúng tôi sẽ tạm dịch là như vậy, liên quan đến cuộc đời của ông Phạm Xuân Ẩn. Với những quý vị nào chắc chắn cũng đã biết về cuộc đời gián điệp đầy bí mật hoạt động ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 kéo dài cho đến khi chấm dứt chiến tranh năm 1975. Tuy nhiên, cuộc đời của ông rất là nhiều trắc trở, và trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay, cuộc phỏng vấn với giáo sư Larry Berman, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về cuộc đời của ông Phạm Xuân Ẩn, một người được phía Việt Nam Cộng Hòa cho là kẻ phản bội, tuy nhiên đối với người Cộng sản lại cho là một vị anh hùng dân tộc. Thank you so much for being here, Professor Larry Berman. Oh, thank you. Very happy. First of all, đầu tiên ông có thể nói là thế nào để ông biết được ông Ẩn? To come to know Mr. Ahn. Yes, I met Ahn in July. Tôi gặp ông Ahn vào ngày tháng 7 năm 2001 tại Sài Gòn trong một bữa tiệc buổi tối. Tôi nói chuyện với ông về thời gian mà ông ở California, ở Costa Mesa. Chúng tôi nói chuyện một chút về cuốn sách của tôi là về Hiệp định Paris. Tuy nhiên, chúng tôi không nói gì về chuyện gián điệp cả, hoặc là những gì mà ông đã làm trong thời chiến. Ông là một người nói chuyện rất hay. Ông đã hỏi tôi là gặp ông vào buổi sáng hôm sau. Ông đưa tôi một cái thẻ, và bên một bên thì có hình con chó, một bên có hình con gà. Tôi có trong túi, và nếu anh muốn thì tôi sẽ cho anh xem. Ông nói hãy gặp nhau ngày mai tại tiệm Javan và cứ tiếp tục nói chuyện với nhau. Và đó là lý do sao chúng tôi bắt đầu một cái quan hệ với tướng Ẩn. Năm 2001, ông chỉ đến Việt Nam để nghiên cứu hoặc là muốn thực sự muốn gặp ông Ẩn. Thực ra, vào lúc đó tôi cùng với một phái đoàn của trường Đại học Kỹ thuật Texas đến Việt Nam. Tôi cùng với một nhóm giáo sư. Nhóm giáo sư này đến trên khắp lãnh thổ Việt Nam, Sài Gòn, Huế, Hà Nội, để cho mục đích giáo dục. Và đó chỉ là mới đêm thứ hai tôi ở Việt Nam, và tôi đã gặp ông Ẩn. Ông được phái đoàn mời đến để cùng ăn tối. Với những người mà không biết về chiến tranh cũng như về ông Ẩn, một cách vắn tắt thì ông có thể nói về ông Ẩn như thế nào? Vào thời chiến, ông Ẩn là thông tin viên của tạp chí Time, là người thông tin viên duy nhất vào thời chiến của tạp chí Time. Tên của ông xuất hiện trên các trang chính, các dòng chính của The Time. Ông cũng là những người bạn rất thân thiết với những phóng viên thời chiến rất nổi tiếng, David Halberstam, Neil Sheehan, David Connell. Ông cũng là một người bạn thân của tình báo CIA Hoa Kỳ như William Colby, tướng Lansdale. Ông cũng là những người bạn thân của những viên chức Việt Nam Cộng Hòa và tướng Bùi Diễm, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Mọi người đều trông cậy vào ông Ẩn, bởi vì ông có rất là nhiều nguồn tin đáng tin cậy. Nhưng mà đó chỉ là một mặt của đời sống thôi. Đó chỉ là một cái vỏ bọc bề ngoài. Đời sống thật của ông, bộ mặt thật của ông là một gián điệp làm việc cho Cộng sản. Mục đích chính của ông là cung cấp tất cả các dữ kiện trong thời chiến và báo cáo cho Hà Nội biết. Sau chiến tranh, ông được thăng chức lên tướng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó có phải là lý do tại sao ông viết cuốn sách về ông Ẩn hay không? Đúng, ông là một người rất là đáng để ý. Tôi chỉ muốn viết sách ngay khi tôi biết về ông. Tôi từng nghe về ông. Tôi biết ông là một gián điệp. Tôi cũng đã từng biết là có một thông tin viên của Time làm gián điệp. Và ông đã ăn trưa với tôi mỗi ngày. Và tôi đến nhà ông ta. Tôi luôn hỏi ông là làm thế nào tôi có thể viết được cuốn sách về ông hay không. Ông ta nói không. Ông chỉ nói không, không. Nhưng mà ông không chỉ nói không với tôi. Ông nói không với ông Stanley Cano,
và nói không với rất nhiều người khác. Bởi vì ông Ẩn nói rằng bởi vì ông có quá nhiều bí mật, ông không thể nói về cuộc đời của ông được, bởi vì có rất là nhiều người sẽ bị ảnh hưởng. Và lúc tôi gặp ông thì mặc dù ông cũng khỏe, nhưng mà sau đó thì ông rất là bệnh. Ông bị vào bệnh viện 5 ngày liên tục. Nhiều người nghĩ rằng ông sẽ chết. Khi mà ông về nhà, ông là một người khác. Ông yếu hơn. Và chỉ lúc đó tôi mới hỏi ông lần nữa, và trước khi ông chết, nên có một câu chuyện về cuộc đời của ông. Từ một người là một nhà nghiên cứu lịch sử công bằng, lúc đó ông mới nói là ông mới đồng ý. Ông ta tin ông tin tôi. Tại sao? Ông ta có đọc cuốn sách của ông. Ông ta đọc tất cả những cuốn sách của tôi. Ông đã từng đọc cuốn sách Không có hòa bình, không có danh dự. Một sự phản bội của Nixon và Kissinger ở Việt Nam. Ông ta thích cuốn sách đó lắm. Ông ta nói cuốn sách đó công bằng, chính xác. Vì tôi dựa vào những cái dữ kiện lịch sử. Cuốn sách đó khi được dịch sang tiếng Việt, ông cũng thích bản dịch tiếng Việt. Ông cũng nghĩ cuốn sách đó chính xác và công bằng. Trong tôi thì tôi thấy rằng ông ta nhìn thấy một nhà sử học đáng tin tưởng. Ông ta vẫn là một gián điệp. Và thực sự tôi cũng không biết là tôi có bao nhiêu mà tôi có thể tin ông ấy được. Không biết là ông tin tôi hay là ông chỉ sử dụng tôi. Tôi hoàn toàn không biết gì khi mà tôi bắt đầu cuốn sách này. Bây giờ, nhìn lại thì ông nghĩ gì? Tôi nghĩ rằng, như tôi đã nói trong cuốn sách, là ông Ẩn nói với tôi những điều mà ông chưa bao giờ từng nói với ai. Tuy nhiên, ông không nói với tôi tất cả. Phần lớn những bí mật, vô cùng bí mật đó, ông đã mang xuống tuyển đài. Tuy nhiên, ông nói với tôi đủ để ít nhất thì cũng mở ra một điều gì đó về cá nhân của ông. Nhưng mà điều hay nhất không phải là vấn đề chiến tranh. Chiến tranh là một điều xấu, nhưng mà làm thế nào mà ông Ẩn trở thành một trong những cái sự hòa giải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như là cái vai trò của con ông trong vấn đề này. Tất cả những điều đó đều hoàn toàn mới lạ, và chỉ có rất ít người chưa từng bây giờ khám phá. Ông có nghĩ rằng bây giờ ông hiểu được ông Ẩn hay không? Tôi nghĩ rằng tôi hiểu được ông như là những người đã hiểu ông. Nhưng nếu mà thật sự nói là tôi có hiểu hoàn toàn về ông ấy hay không thì không. Thực sự thì mình có thể hiểu được một người gián điệp hay không? Tôi nghĩ là khó, rất là khó. Bởi vì ông ta là một người có hai đời sống. Cuộc đời về một nhà báo chỉ là một cái vỏ bọc. Hãy tưởng tượng, mỗi một ngày trong suốt 20 năm trời, ông ta sống, ăn và chỉ nói chuyện với kẻ thù, và không ai biết gì cả. Ông có nghĩ rằng ông ta là một người cộng sản hay không? Vâng, ông là một thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi tin ông ta chết là một người cộng sản, bởi vì ông chết thì ông mặc toàn bộ quân phục. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ là khi ông ta tham gia mặt trận và khi tham gia làm thành viên của Đảng Cộng sản, that when he joined the revolution and when he joined the Communist Party, he thought that the Communist Party would become what it became after the war. No, I don't think he ever. Ông ta không chiến đấu để rồi Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một cái đảng như ngày nay sau năm 1975. As a member of the Communist Party, he did not fight for what the party became after 1975. So he still believe in the communism idealists, or ông ta vẫn tin vào chủ thuyết cộng sản, hay là ông tin vào một cái thế giới tốt hơn sau chiến tranh? Ông ta tin là có một cái thế giới tốt hơn sau chiến tranh, nhưng mà ông ta rất là thất vọng những gì đã xảy ra sau chiến tranh. Ông ta không làm gì hết, ông ta không có viết gì hết, bởi vì ông Ẩn là một người, ông chấp nhận những gì ông đã làm. Đó là tham gia Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản nói ông để làm gián điệp, và đó là cuộc đời của ông đã được đặt ra và chỉ có thể đi cùng.
Ông chưa bao giờ viết bất cứ một cái gì chống lại Đảng Cộng sản, chống lại Việt Nam. Nhưng ông ta có nói với một số người về sự thất vọng của ông đối với cuộc cách mạng. Và ông ta đã trả một giá rất đắt, bởi vì ông ta bị gửi đi học tập một năm, bị cải tạo, không phải là vấn đề mà thể lực như những người khác. Ông bị gửi đến Hà Nội một năm bởi vì ông cần phải được chỉnh trang lại để nghĩ như là một người cộng sản, bởi vì ông không có cái suy nghĩ như một người cộng sản. Và thất bại, người ta nhờ ông dạy báo chí. Ông nói không, bởi vì tất cả những ai mà tôi dạy thì sẽ mất cái thẻ đảng. Ông ta tin vào tự do báo chí. Đó là lý do mà tôi không bao giờ hiểu được ông Ẩn. Ông ta là người cộng sản. Ông ta yêu thích một tự do báo chí. Ông ta muốn người dân có quyền tự do. Và đó không phải là cộng sản. Ông đúng, đó không phải là cộng sản. Đó là không phải là một cái đảng mà ông nghĩ rằng ông sẽ tham gia năm 1954-55. Tôi hỏi ông Ẩn rất là nhiều lần, Đảng Cộng sản có ý nghĩa gì đối với ông? Ông nói là lúc đó mọi người đều tham gia Đảng Cộng sản, bởi vì đó là cuộc cách mạng. Lúc đó có ý nghĩa rằng không có bất cứ một cuộc xâm lăng của ngoại xâm nào. Điều đó có nghĩa là mang lại nền kinh tế hùng mạnh cho Việt Nam. Tôi học được điều đó từ cha tôi. Sự khác biệt giữa người có và người không. Giấc mơ của tôi trên nước Việt Nam, nhưng mà không phải là dựa trên những căn bản của Đảng Cộng sản. Ông có nghĩ rằng ông ta đã bị Đảng Cộng sản phản bội hay không? Tôi đã hỏi ông Ẩn điều này. Câu hỏi rất khó cho ông. Họ đã đưa tôi lên làm thiếu tướng, cho tôi làm anh hùng. Họ phát hành hai cuốn sách về tôi. Tôi đã trở thành một người gương mẫu cho những người trong đất nước của tôi. Bởi vì tôi đã có đủ can đảm để trở về, lẽ ra tôi có thể ở lại Mỹ luôn. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi phục vụ đất nước, tôi phục vụ đảng. Và lý do đó, họ đối với tôi tốt. Thực sự nếu mà họ có nghi ngờ gì, họ đã không đưa tôi lên làm anh hùng. Họ không cho tôi làm thiếu tướng. Cuối cùng thì đó là cái câu trả lời mà ông ta nói với tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là ông ta có một cái buồn trong cuộc đời của ông. Bởi vì ông ta có hai tình yêu. Tình yêu cho đất nước và tình yêu cho nước Mỹ. Ông ta muốn rất nhiều để trở lại nước Mỹ. Quay lại California. Ông ta muốn trở lại thành phố Costa Mesa. Ông ta có quá nhiều điều để làm. Ông ta không bao giờ được rời khỏi Việt Nam. Trong vòng 8 hay 9 năm, ông ta không được bất cứ một người Mỹ nào viếng thăm. Từ 1975 đến 85-86, không có bất cứ một sự liên lạc nào với những người bạn cũ. Và kể cả những người mà muốn đến gặp ông để hỏi những câu hỏi mà làm thế nào, tại sao, làm thế nào mà có thể được. Ông có phải thực sự là một tên cộng sản làm gián điệp không?